Thân chào quý phụ huynh, cô chào các con. Hôm nay cô rất vui được đồng hành với các con ở môn toán. Tiết toán ngày hôm nay, cô tiếp tục giới thiệu cho các con các số có hai chữ số, trang 140. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các con đọc và viết được các số trong phạm vi từ 70 đến 99. Các con hãy quan sát lên màn hình. Bây giờ cô lấy ra 7 bó que tính. Mỗi bó que tính có 10 que tính. Vậy là cô vừa lấy ra bao nhiêu que tính vậy các con? À, cô vừa lấy ra 70 que tính. Sau đó cô lấy ra thêm 2 que tính nữa. Vậy cô đã vừa lấy ra tất cả bao nhiêu que tính? À, cô vừa lấy ra tất cả 72 que tính. Cô viết số 72. Số này cô đọc là 72. Số 72 gồm có 70 và 2 đơn vị. Cô tiếp tục lấy ra 8 bó que tính là 80 que tính. Sau đó cô lấy 4 que tính nữa. Vậy cô đã vừa lấy ra 84 que tính. Cô viết 84. Số này cô đọc là 84. Số 84 gồm có 80 và 4 đơn vị. Cô lại tiếp tục lấy ra 9 bó que tính nữa. 9 bó que tính là 90 que tính. Cô lại tiếp tục lấy thêm 5 que tính nữa. Vậy cô đã vừa lấy ra tất cả bao nhiêu que tính vậy các con? À, cô đã vừa lấy ra tất cả 95 que tính và cô viết số 95. Số này cô đọc là 95. Số 95 gồm có 90 và 5 đơn vị. Vậy là cô vừa hướng dẫn cho các con cách viết số và đọc số các số trong phạm vi từ 70 đến 99. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các con luôn học giỏi chăm ngoan. Cô chào tạm biệt các con.